Đứa nào đụng vợ tao? Thằng nào đụng má tao vậy hả? Thằng mập kìa, nó ăn chặn tiền của má kìa. Thằng mập nào mày bước ra đây coi. Ủa Sang? Ủa anh Quý, trời ơi. Ủa gì trời? Gì vậy? Thằng Sang, thằng em dưới quê. Anh tìm đâu ra cái thằng bạn mà ăn chặn tiền vậy? Tao cho tiền bạn học mày chơi với mấy đứa bạn vậy hả? Ủa là sao Sang? Trời ơi, xe ba hết bình, tôi chăm có miếng nước à. Lấy 5 xị à, mà sao chơi mắc. Cái gì? Chăm có miếng nước mà lấy 5 xị? Trời ơi, bà đi xe hơi 7 chỗ lấy 5 xị là còn rẻ đó. Thì tao có biết đâu, 500 đó tao mua được mấy cái gạo luôn á. Tôi lại hai má con bà thiệt chứ. Sao giờ mày mới tới? Con vợ ở nhà nó quằn quá. Sang tới nãy giờ đó, đi qua đó đi. Hàng đâu? Biết mấy giờ rồi không? Trễ nửa tiếng. Trừ năm cũ. Nửa tiếng năm cũ? Mày bị ngơ à? Chốt. Để coi mày chạy được đường nào. Mở ra coi. Nay lụm lúa rồi. Hàng đâu? Hàng tao lấy hết rồi. Ủa má. Alo. Alo, mày tới chưa? À em quên mất tới liền. Rồi lẹ lên, nhanh lên nha. Đông đủ hết rồi hả? Hẹn mày từ sáng giờ tới tối mình mới tới. Còn thiếu một tay này vô lẹ đi. Chia lẹ đi. Heo cơ nè. Bà đó thông nè. Tứ quý nè mày. Tứ tao thông nè. Sáu đôi thông nè. Cùng hả? Sáu đôi đâu ra? Nhà đủ thứ việc mà anh đi đánh bài hả? Anh chơi với bạn có một xíu mà. Nhà không lo cơm nước mà suốt ngày bài với bạn. Đi chơi mà để vợ con tìm tới tận cửa vậy? Thôi về đi chơi bởi gì nữa. Chơi đi, vợ con gì tầm này. Anh quan trọng bạn bè hơn tôi đúng không? Gì mà quăng từ nhà tới đây không vậy? Vô chơi luôn đi. Đánh cái này đi. Thôi không được. Đánh cái này đi cho em. Không có được mà. Ủa rồi cơm nước làm sao? Dẹp đi.